Nghệ thuật Chiki. Xin chào các em nhỏ. Các em đã sẵn sàng để vẽ một chiếc tàu ngầm chưa nào? Chúng ta cùng vẽ nhé. Bắt đầu với việc vẽ một hình ống cho chiếc kính tiềm vọng này. Vẽ hai đường nghiêng cùng với một hình bầu dục thật to cho thân tàu ngầm như thế này nè. Tiếp đến chúng ta thêm một số chi tiết nhỏ nữa nhé. Chúng ta sẽ vẽ ba hình tròn cho các cửa sổ và những hình tròn nhỏ hơn ở phía bên trong nhé. Thêm hai cái cánh và cả một cái quạt nữa. Tiếp theo, chúng mình sẽ vẽ mặt nước là một đường cong cong. Thế là xong rồi. Giờ mình sẽ vẽ thêm những đường viền và thêm một vài chi tiết nhỏ là chúng ta đã có một chiếc tàu ngầm thật tuyệt rồi này. Nào, cùng tô màu thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu tô màu cam với chiếc kính tiềm vọng này. Rồi thêm chút màu đỏ. Màu xanh da trời. Và cả màu tím nữa. Ôi, chiếc tàu ngầm thật là đẹp đúng không nào? Đến phần thân tàu, chúng mình sẽ tô màu vàng như thế này này. Và tiếp tục nào, với phần đầu màu đỏ trông sẽ rất tuyệt đấy. Phần đuôi cũng vậy nữa. Chuyển sang những chiếc cửa sổ với màu xanh lá cây. Chúng
và những hình tròn phía trong chúng ta sẽ tô bằng chút màu tím nhé. Những cái cánh thì màu hồng. Rồi cuối cùng là cái quạt sẽ tô thêm màu xanh da trời và màu cam. Ta-da! Chúng ta đã có một chiếc tàu ngầm rồi đấy các em. Các em đã sẵn sàng cho chuyến thám hiểm dưới nước chưa nào? Hãy đăng ký kênh để xem nhiều video hơn. Nghệ thuật Chiki.